một con gà đã được nằm lên đĩa rồi mọi người. Wow, gà rất là ngon luôn cả nhà ơi. Và bên này là cháo các mọi người. Cháo rất là ngon. Muối ớt. Muối ớt rồi chấm thịt gà nha các bạn. Trái cây. Và trái cây bên này thì mình đã sắc ra rồi đó các bạn. Hi, chào mừng các bạn, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của Hoàng TV Cuộc Sống Malaysia. Ngày mới, chúc lại gia đình và các bạn một ngày thật là vui vẻ, an lành và hạnh phúc bên người thân và gia đình ạ. Và hôm nay thì mình cũng đã chuẩn bị xong một cái món ăn cho mình rồi đó các bạn, cũng rất là nhanh gọn lẹ luôn. Đó là cái món gà ta nấu cháo với rau răm các bạn ạ. Thì tất cả những cái công thức này thì mình sẽ up ở đầu cuối video nha các bạn nha. Đại gia đình chúng ta có thể tham khảo cái món này. À, chúng ta có thể nấu cho gia đình chúng ta những cái bữa sáng nha các bạn nha. Thì bây giờ không nói nữa thì mời tất cả các anh các chị vào bàn ăn thịt gà cháo rau răm với mình nha mọi người. Mời các bạn nha. Bây giờ thì trước tiên thì mình sẽ xé con gà này ra trước các bạn ha. Wow, đói bụng quá cả nhà ơi. Gà rất là ngon luôn cả nhà. Bên đây là rau răm đó các bạn. Đó, rau răm. Mời cả nhà nha. Cháo còn nóng lắm thì bây giờ mình sẽ ăn thịt gà trước nha mọi người. Ở đây là một cái chén muối các bạn. Muối này cay lắm mọi người ơi. Mình thì mình ăn rất là cay luôn á các bạn. Chua cay mặn ngọt. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà ăn thịt gà với em nè. Gà ta ngon quá cả nhà ơi. Wow, gà rất là ngon các bạn, gà rất là dai, đúng là gà chạy bộ đó. Ngon quá. Ngon quá cả nhà. Ngon lắm cả nhà ơi. Cái món này thì cũng rất là nhanh luôn mọi người. Chúng ta có thể nấu cho gia đình vào những bữa sáng mọi người ha. Ngon lắm. Bên đây là một chén cháo rau răm mọi người. Wow, nhưng mà còn rất là nóng luôn á các bạn. Cái này thì vừa thổi vừa ăn nha mọi người. Wow, cháo ngon quá. Còn nóng các bạn, một tí nữa nguội thì mình sẽ ăn sau nha. Bây giờ thì tiếp tục ăn thịt gà mọi người ơi. Con gà này 2 kg các bạn, hơn 2 kg luôn á, to á. Ngon. Cái da thịt gà đã mọi người rất là dẻo luôn. Hôm nay cả nhà ăn gì các bạn? Ngon quá. Muối ớt ngon quá các bạn ơi. Muối ớt.
sốt chanh đó mọi người, ngon quá. Con hàng xóm của mình hôm nay không có đi học đó các bạn, ồn ào quá. Chị con mình tập trung đây cửa ngõ nhà mình ở trước các bạn, 6-7 đứa. Ngon quá. Ngon quá cả nhà ơi. Gà rất là ngon luôn á. Wow, ngon quá. Ngon. Wow, một chén cháo ngon quá các bạn. Còn nóng lắm mọi người, cháo này vừa thổi vừa ăn đó cả nhà. Nêm một chút muối ớt nữa. Ngon quá. Wow, cháo nóng quá. Ngon quá các bạn ơi. Các bạn có thể nấu cái món này cho gia đình mình thưởng thức vào những bữa sáng các bạn ha. Không có tốn nhiều thời gian đâu các bạn. Ngon quá. Bây giờ gà rất là béo luôn ạ. Con gà này nó mập á các bạn. Cái da rất là béo. Một mình ăn hết nửa con gà các bạn. Ngon lắm. Rau răm là nhà mình trồng các bạn.
Mình trồng rau răm nhiều lắm mọi người. Ngon quá. Ăn cháo nha mọi người nha. Cháo ngon quá. Ăn muối ớt lắm các bạn. Vừa cay. Cháo vừa nóng nữa. Tốt hết mồ hôi đó cả nhà. Lòng gà nấu cháo cũng ngon mọi người. Ngon quá. Rau răm mà nêm với cháo đó các bạn, ăn rất là hấp dẫn luôn mọi người, rất là thơm luôn. Nêm một chút miếng ớt nữa cho đậm vị các bạn. Ngon. Ngon quá. Ăn hết một chén cháo các bạn và nửa con gà mọi người. No quá các bạn ơi. Thì bây giờ mình sẽ ăn trái cây tráng miệng nha cả nhà. Mời đại gia đình ăn trái cây với mình nào. Đây là mận các bạn. Mận rất là ngọt luôn á cả nhà. Ăn cháo cay mà chảy ra nước mắt nước mũi cả nhà ơi. Ngon quá. Đây là củ sắn đó các bạn. Ngon. Đây là thơm các bạn. Wow, thơm rất là ngọt luôn các bạn ơi. Ngon. Ngon quá. Wow, nào quá cả nhà ơi. Ăn hết một chén cháo với nửa con gà các bạn, no quá mọi người ơi. Mình cũng đã ăn no rồi đó các bạn. Thì bây giờ mình sẽ mời tất cả các anh các chị và các bạn đi đến đoạn cuối video xem thử là hôm nay mình đã nấu nên cái món gà nấu cháo với nêm rau răm này như thế nào nha các bạn nha. Mời đại gia đình chúng ta sẽ đi đến đoạn cuối video nào. Mời tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn, chào mừng mọi người đã trở lại với gian bếp nhỏ của mình ngày hôm nay. Hôm nay thì mình sẽ vào bếp nấu cái món cháo gà rau răm nha mọi người. Ở đây mình đã có chuẩn bị một con gà ta, gà chạy bồ các bạn, hơn 2 kg nha các bạn nha.
Con gà này hơn 2 kg đó các bạn, chuẩn gà chạy bộ nha các bạn nha. Và bên này là rau răm mọi người. Hôm nay sẽ nấu món cháo gà rau răm nha các bạn nha. Và những nguyên liệu khác đó là muối nè, tiêu, bột ngọt, đường, ớt, chanh. Và bên này là hoa đã trang trí cho đẹp nha các bạn. Gừng, hành để mình luộc gà cho thơm nha mọi người. Còn đây là trái cây để chúng ta ăn tráng miệng nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi vào bếp để nấu món cháo gà rau răm thôi cả nhà ơi. Bây giờ thì sẽ tiến hành đi luộc gà nha các bạn nha. Mình sẽ cho nước vào trong cái son này mọi người. Tiếp đến nữa thì đây là gừng với hành các bạn ha. Thì mình sẽ cho vào để mà mình luộc gà cho thơm nha mọi người nha. Tiếp đến nữa thì mình sẽ cho con gà này vào các bạn. Gà này nó to lắm mọi người. Cho hết đầu lòng vào luộc luôn nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đậy nắp lại và mình sẽ luộc con gà này nửa tiếng nha mọi người nha. Khi gà của mình đã luộc được nửa tiếng rồi đó mọi người, thì bây giờ mình sẽ dở ra xem thử là gà đã chín chưa nha các bạn nha. Wow, gà rất là thơm luôn. Bằng cách là bây giờ mình sẽ dùng chiếc đũa để mình tâm nha các bạn nha. Mình tâm thịt gà thử nào. Wow, gà rất là chín luôn các bạn. Thì bây giờ mình cũng sẽ tắt bếp để nhắc gà ra nha mọi người nha. Sau khi mình đã vớt gà đã rồi đó các bạn, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục nấu cháo nha các mọi người nha. Ở bên này là cháo mình đã hầm sẵn rồi đó mọi người. Mình hầm cho nó nở ra đó các bạn. Thì bây giờ mình sẽ cho vào bên cái son này mình tiếp tục nấu cháo nha các bạn nha. Và cháo này thì mình sẽ tiếp tục nấu thêm 1 tiếng đồng hồ nữa nha các bạn. Sau khi cháo đã chín rồi đó các bạn, thì bây giờ mình cũng nêm nếm luôn các bạn nha. Ở đây là lòng gà đó mọi người. Lòng gà thì mình sẽ cho vào cháo luôn nha các bạn. Tiếp đến nữa là mình sẽ cho nửa muỗng muối nha mọi người. Nửa muỗng muối. Chúng ta có thể nêm nếm theo khẩu vị của gia đình nha mọi người nha. Và một ít mì chính các bạn. Và một ít tiêu nha mọi người. Vài hạt tiêu thôi mọi người. À, như vậy thì mình đã có được một cái son cháo rồi đó mọi người, rất là ngon luôn á. Đó, cháo đã chín rồi đó các bạn. Wow, rất là ngon phải không mọi người? Cháo rất là nhuyễn luôn đó các bạn. Chúng ta có thể nêm nếm theo khẩu vị của gia đình nha cả nhà nha. Thì bây giờ mình cũng tắt bếp để nhắc cháo xuống nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đi pha nước chấm nha các bạn nha. Là muối ớt nha các bạn. Ở đây thì ớt đó các mọi người. Ở đây là ớt mình đã giã ra rồi ha. Mình sẽ cho vào trong cái chén này các bạn. Tiếp đến nữa thì đây là mì chính nha các bạn nha. Mình sẽ cho mì chính vào. Tiếp đến nữa đây là muối nha mọi người. Và ở đây là chanh nha các bạn nha. Bây giờ thì mình sẽ vắt chanh vào. Các bạn ăn chua thì các bạn có thể vắt ít thôi. Còn mình ăn chua thì mình vắt chanh nhiều nha các bạn nha. Chanh này thì rất là chua luôn đó các bạn. Mình nặn một lần 3 miếng chanh luôn đó mọi người. Rất là chua. Muối ớt này thì chấm với thịt gà thì mới ngon nha các bạn nha. Như vậy thì mình đã có một cái chén muối ớt chanh rồi đó mọi người. Để chấm với thịt gà nha các bạn nha. Okay. Đây là một cái nồi cháo các bạn ha. Wow, cháo gà mọi người. Rất là ngon luôn đó các bạn. Ngon quá các bạn ơi. Thì bây giờ mình sẽ múc vào chén các bạn nha. Các bạn ăn nhiều thì các bạn có thể múc nhiều nha. Ăn ít thì chúng ta có thể múc ít thôi. Wow, cháo rất là nhuyễn, rất là ngon luôn đó mọi người. Wow, rất là ngon luôn. Còn đây là rau răm các bạn ha. Đây là một cái đĩa rau răm các bạn. Thì mình sẽ cho rau răm lên nè. Wow, rất là thơm luôn. Như vậy thì mình đã có một cái chén cháo gà rau răm rồi đó mọi người ha. Okay.